chị Lê Thị Kim Dung, Trung tâm Y tế Lao động Thái Hà, Hà Nội từng cho biết, bà đã phải xử lý gấp bao cao su bị mắc kẹt trong âm đạo suốt 3 tuần cho một cô gái. Theo bác sĩ Dung, cô gái 22 tuổi đến khám khá rụt rè, chia sẻ trước đó 3 tuần có quan hệ với bạn trai. Để tăng khoái cảm, bạn trai đã sử dụng bao cao su có gai. Tuy nhiên không may trong lúc quan hệ, bao cao su bị tụt lại phía trong. Ban đầu bệnh nhân tự dùng tay để tìm nhưng không thấy, cô gái không thấy ảnh hưởng sức khỏe, không đau đớn, thế nên cô gái ngại ngùng gặp bác sĩ và cố đợi bao cao su trôi ra. Tuy nhiên sau vài ngày, vùng kín bắt đầu chảy nhiều dịch bất thường kèm mùi hôi khó chịu. Sau khi thăm khám, bác sĩ xác định bao cao su bị kẹt rất sâu trong âm đạo, gai bao cao su có thể cắm vào thành âm đạo, vì thế bác sĩ không thể dùng thủ thuật thông thường lấy ra. Bác sĩ phải gây tê cho bệnh nhân trước khi lấy dị vật. May mắn, gai của bao cao su chỉ gây xước thành âm đạo chứ chưa gây thủng. Sau khi lấy dị vật khỏi âm đạo, cô gái được chỉ định dùng kháng sinh và dùng thêm thuốc kháng nấm do bệnh nhân nhiễm nấm Candida. Bác sĩ Dung cho biết, các trường hợp bị mắc kẹt bao cao su sâu trong âm đạo khá hiếm. Mỗi năm, bà chỉ gặp 1 đến 2 trường hợp. Bác sĩ Dung khuyến cáo để tránh những biến chứng đáng tiếc xảy ra, đó là ngay khi bị mắc kẹt bao cao su trong âm đạo, nếu không thể tự lấy ra, cần đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa để xử lý, tránh viêm nhiễm âm đạo. Mặc dù bao cao su bị mất sẽ không gây ra nguy cơ sức khỏe ngay lập tức, nhưng có những rủi ro khác bạn cần phải lường trước, đó là khả năng mang thai ngoài ý muốn và mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục. Nên làm gì khi bao cao su rơi vào vùng kín? Đừng đợi đến khi đi tiểu rồi cố lắc hông để chiếc bao cao su rơi ra ngoài. Hãy đến phòng khám phụ khoa để bác sĩ phụ khoa xử lý, hoặc bạn có thể tự xử lý một cách dễ dàng tại nhà. Nếu bạn tự mình lấy ra, điều quan trọng nhất là phải thật thư giãn, vì cố gắng để kéo bất cứ vật gì ra khỏi âm đạo khi cơ bắp căng thẳng sẽ bị siết lại khó hơn nhiều. Để dễ dàng, bạn có thể xử lý khi ngồi trong bồn tắm ấm áp hoặc ngồi trên toilet. Nhớ bôi trơn ngón tay trước khi đưa vào bên trong, sau đó sử dụng một chuyển động giống như đánh bắt cá để lôi bao cao su ra ngoài. Bạn cũng có thể tự làm bằng cách ngồi tựa lưng đầu giường ngủ hay ghế, dùng ngón tay sạch để lấy bao cao su ra. Bạn nên đặt chân lên vị trí cao gần bằng vai, dùng tay nhẹ nhàng cho vào âm đạo để cảm nhận vị trí của bao cao su. Sau đó bạn từ từ kéo bao cao su ra ngoài.